vui gặp lại các bạn ở trong cái video hôm nay. Trong video mới nhất hôm nay thì kênh Núi Đôi Lục Ngạn được mời một anh ở trên bản người dân tộc Dao các bạn ạ, mời lên ăn tam Tết nhé, 14 tháng Giêng. Ở trên này không khí Tết còn rất nhiều. Đó, cây nêu thì vẫn còn vẫn còn có treo cờ này, và ở phía dưới là còn có rất nhiều hoa đào, hoa mận đang mở nở các bạn nhé. Và không khí xuân của vùng cao thì vẫn còn rất là đậm chất. Xin mời các bạn sẽ cùng mình lên ăn Tết, tan Tết vùng cao các bạn ạ. Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng lên nào. Đường đi xuống bản Na Làng rất là đẹp và thơ mộng các bạn ạ. Sắc xuân vẫn còn đậm đà lắm. Hoa mận, hoa mơ, hoa đào, hoa nở vừa hồng vừa trắng rực rỡ ở bên đồi luôn. Xuống con dốc này là đến bản Tà Cang nhé. Và mình sẽ đi gần đến nhà ông anh mình rồi. Chúng ta sẽ tiếp một chút cái gọi là phong cảnh, khung cảnh của bản đồng bào người Dao nhé, tại vùng cao Lục Ngạn. Cây nêu chưa hạ thì nghĩa là Tết vẫn còn các bạn ạ. Gần như trên này chưa nhà nào xem chưa nhà nào hạ cây nêu đâu. Và hết Tết là còn phải xem ngày đấy. Đó. Đến giữa bản đây rồi. Đấy, như vậy mình đã đến nhà ông anh tại bản Na Lang các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ mời các bạn đi vào Trà Hoa Vàng. Anh chính là giám đốc hợp tác xã Trà Hoa Vàng các bạn ạ. Và mời các bạn vào ăn tan Tết cũng như là vào thăm vườn trà hoa vàng cũng như là thưởng thức trà hoa vàng các bạn nhé. Và chúng ta sẽ cùng đi vào nào. Chúc sức khỏe nhá. Rồi chúc mình khỏe nhá, vạn sự nhí. Đấy, đây và anh ạ. Đây và ở phía dưới là vườn trà hoa vàng đấy các bạn. Còn bây giờ mình mời các bạn sẽ vào phía trong này. Đây là đó, máy sấy trà hoa vàng đây, đang sấy rất là nhiều luôn. Đấy, và giờ mời các bạn sẽ ra đây nhé. Rồi, xin chào tất cả các chú các anh nhé. Này, chúc sức khỏe anh. Đó, đây. Rồi, chúc sức khỏe các anh nhé. Bạn sĩ, nào. Chào tất cả các chú các anh em. Chúc sức khỏe. Rồi, bạn sĩ Nhi ạ. Đó, đây. Công tác làm cỗ đây rồi, rất là rực rỡ. Rồi, ok. Chị à, nào, chúc sức khỏe chị ơi. Xin chào chị, nào, chúc sức khỏe, vạn sự nhí và vụ mùa bội thu nhé. Vâng. Trước khi vào ăn tan Tết thì mời các bạn sẽ cùng xuống vườn trà nhé. Đó, đây, xuống anh cho mình trực tiếp đi luôn vào vườn. Bây giờ thì đang bị ướt nhưng không sao cả, ôi rực rỡ quá. Đây là vườn trà hoa vàng đấy các bạn này. Đây là chính là cây trà đây, hoa rực rỡ chưa các bạn. Đó. Ở khu cây ở đây, cây này còn nhiều nụ lắm anh ơi. Đó, đây rất nhiều nụ nhé. Dạ vâng, ok anh, em xuống dưới thăm vườn cái. Đó, đây tất cả trà hoa vàng. Ở thời điểm này là đã thu hái được nửa vụ rồi. Và còn khoảng tầm đến tháng 2 nữa các bạn nhé. Khoảng tầm 1 tháng nữa, hơn tháng nữa là sẽ kết thúc vụ hoa. Đó, đây. Hoa trà đây. Là mình mời các bạn sẽ xem. Gọi là cỗ đã bày biện xong hết rồi, mời các bạn ngắm cảnh một chút nhé. Đó, ngắm cảnh một chút gọi là đường tại cái bản Na Lang này các bạn ạ. Trước khi vào gọi là tiệc tan Tết đây. Các món đặc sản thứ nhất là món này. Quá. Đạt. Đây. Món này chú thơm. Đạt. Món là
Anh dưới lấy vợ cho các cái trẻ ra ấy nhỉ. Trẻ thì cũng bình thường, cũng như chú. Thắng rồi. Cái này là thịt lợn hun khói đây không? Em thử. Treo các bếp. Treo các bếp. Mỡ của nó trong nhìn rất là ngon luôn, mà thịt nạc của nó màu đỏ. Đang trong quá trình uống rượu nhưng mà nghe điện và ra đây. Đã pha trà hoa vàng rồi và thưởng thức trà hoa vàng tiếp đây các bạn nhé. Đó, đặc sản trà quý đây. Các mâm thì vẫn đang ngồi tiếp. Đây, đây hộp trà đây. Rất là ok nhé. Đây, trà làm quà biếu các thứ rất là ý nghĩa và rất là đẹp các bạn, sang trọng nữa. Khách của gia đình đến rất là đông nhá, đặc biệt là có trang phục truyền thống của đồng bào người Dao các bạn ạ. Đấy, áo thêu tay, áo mũ thêu tay rất là đẹp. Uống xong rồi, uống xong mới xong. Uống xong bắt tay mới xong. Nào, đây là. Anh cầm cảng nhá. Vâng. Một, hai. Thời tiết là mưa các bạn ở trên đỉnh núi kìa. Mưa gọi là mưa dày và sương nó xuống ấy. Đây trên núi rất là cao nhá, so ở chỗ nhà mình nhá. Đi lên đây nó rơi khoảng 4-50 cây số ấy. Và bây giờ thời tiết nó lạnh hơn, mưa lạnh hơn. Và sương mù nó hơi nhiều hơn nhé. Các bà, các chị thì ở gần đây cũng đang đến này. Các bác, anh chị thì vẫn đang giao lưu uống rượu nhé. Còn mình ra đây thưởng thức trà hoa vàng đây các bạn. Đó, trà hoa vàng. Đây, mời bác Thành chén trà hoa vàng nữa. Rồi. Đó. Trà hoa vàng uống ngon. Này nó gọi là rực cây rất là quý. Hai anh em mình cạnh nhau nhá. Dơ chén nhá. Trà hoa vàng. Đấy. Nó mát và nó thanh, nó vị nó thơm lắm, rất là ngon. Tuyệt vời lắm các bạn. Đấy. Đây, những bông trà hoa vàng sấy khô đây các bạn. Đó. Sản phẩm của tinh túy của núi rừng vùng cao Lục Ngạn. Lộc rừng các bạn ạ, đấy, lộc của rừng. Đó, đẹp, đẹp, rất là đẹp luôn. Nó rơi vài triệu một cân cân này. Rất là thơm, được vị, được hương, được sắc. Vâng. Nó giải nhiệt. Vâng.
uống mát lắm. Nó tốt cho sức khỏe lắm. Tốt cho sức khỏe. Bây giờ đang mưa rất là dày các bạn ạ. Anh chị em vẫn còn đang giao lưu ở phía trong rất là nhiệt tình nhé. Mình thì cũng xin kết thúc video tại đây và xin chúc sức khỏe mọi người. Các anh chị em ở khách đấy cũng rất là đông nhé. Ở giao lưu giờ cũng ngày ngà say rồi. Bây giờ cũng lái xe đường đèo cũng tương đối nguy hiểm nhé. Vì mình cũng đang uống rượu đây. Nhưng mà cơ bản là vẫn phải làm chủ tình hình các bạn ạ. Thôi xin cảm ơn và xin chúc sức khỏe tất cả các anh chị em. Hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo.